Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã đến với chuyên mục Nhà đẹp của Mark Home. Trong khoảng thời gian gần đây thì loại hình nhà máy bằng hiện đại đã trở nên phổ biến bởi công năng sử dụng tiện nghi, thời thượng bắt kịp xu thế mà lại có một chi phí rất hợp lý. Và để quý vị có thể tìm hiểu rõ hơn, ngày hôm nay Mark Home xin giới thiệu về công trình của chủ đầu tư Nguyễn Văn Lượng tại Yên Phong, Bắc Ninh. Trước khi vào nội dung chính, tôi xin giới thiệu qua về chương trình ưu đãi trong tháng này, giảm giá tới 30% chi phí thiết kế từ 200.000 đồng xuống chỉ còn 145.000 đồng trên 1m2. Miễn phí 100% chi phí thiết kế khi thi công chọn gói, hỗ trợ ký hợp đồng online và có nhân sự thường trực ở các tỉnh thành, hỗ trợ giám sát 3 đến 5 lần khi khách hàng tự thi công, hỗ trợ làm hồ sơ cấp phép xây dựng miễn phí, chính sách hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình và đặc biệt rất nhiều các phần quà hấp dẫn khác khi ký hợp đồng thi công chọn gói trong tháng này. Mark Home, hệ thống thiết kế thi công chọn gói số 1 tại Việt Nam. Với hơn 10 năm hình thành và phát triển, Mark Home đã có hơn 40 chi nhánh, nhà phân phối tại khắp các tỉnh thành. Mark Home luôn lên tiên phong về xây dựng đội ngũ thợ thi công tay nghề cao, giám sát được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Mark Home là đơn vị duy nhất hiện nay tự sản xuất nguyên vật liệu và công trình nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Chế độ bảo hành nhà lên tới 15 năm, giúp chủ nhà yên tâm khi đi vào sử dụng. Mark Home, đơn vị duy nhất tại Việt Nam có các kỹ sư nước ngoài từ Hy Lạp, Italia, Thụy Điển trực tiếp nghiệm thu giám sát công trình. Mark Home đạt giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là top thương hiệu được nhiều người yêu thích. Đơn vị duy nhất hiện nay hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình, nên việc xây nhà với Mark Home dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhanh tay liên hệ Mark Home qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Mark Home, giá trị tạo nên thương hiệu. Quay trở lại với công trình, quý vị có thể nhận thấy đúng như tính chất của một ngôi nhà máy bằng phong cách hiện đại. Công trình toát lên một vẻ gọn gàng, trẻ trung mà lại thật tinh tế theo xu thế hiện đại. Màu sắc chủ đạo của ngôi nhà là một màu trắng tinh khôi làm bật lên giữa không gian xung quanh và ban đêm có thể kết hợp với đèn màu để dễ dàng điều chỉnh sắc thái ngôi nhà. Điểm nhấn ngôi nhà chính là tận dụng mối quan hệ giữa kính và tường. Những tấm kính, cường lực và đường nét trên tường có chung một hình khối chữ nhật tạo nên vẻ khỏe khoắn mà lại thanh tao cho căn nhà, đơn giản nhưng thật tinh tế. Máy bằng là loại hình được thiết kế cho ngôi nhà, vừa gọn gàng lại tiện lợi, có thể tận dụng để sinh hoạt và trang trí. Sàn nhà được đôn lên bởi bậc tam cấp, tạo hiệu ứng chiều cao và dễ dàng cho các cải tạo trong tương lai. Bao quanh chân tường được ốp gạch thẻ, sạch sẽ mà hiện đại. Các phòng đều được bố trí có cửa sổ riêng, vô cùng thông thoáng, dễ dàng kết nối với tự nhiên. Xung quanh nhà được tận dụng bồn cây nhằm tạo cảm giác mát mẻ, thoải mái. Hiện trạng mặt bằng của căn nhà nằm trên một lô đất 200m2, nằm xuôi theo hướng đông nam. Ngôi nhà có phong thủy rất phù hợp với gia chủ, đón nắng sáng sớm và tránh nắng tây rất tốt. Dựa vào mặt bằng bát trạch phong thủy, có thể nhận thấy gia chủ sinh năm 1988, hướng đông bắc sinh khí, phúc lộc vẹn toàn, hướng tây thiên y, thiên thời che chở, hướng tây bắc diên niên, mọi sự ổn định, hướng tây nam phục vị, được sự giúp đỡ. Công năng đầy đủ và được tính toán khoa học cho từng phòng. Sau khi bước vào từ cửa chính, có thể thấy hệ thống phòng khách, phòng thờ và phòng bếp có hướng rất tốt, xuôi theo chiều của ngôi nhà. Phòng khách được bố trí rộng nhất, thoải mái không gian tiếp khách. Bên ngoài thoáng đãng và ngay bên ngoài cửa sổ là hệ thống bồn cây mát mẻ. Với diện tích 23,5m2, phòng khách có thể đặt một bộ bàn ghế, hai ghế đơn, một ghế đôi cũng như một kệ tivi ngăn cách với bếp ăn. Bếp ăn nối liền với cửa phụ, giúp cho mùi và hơi dễ thoát khi nấu nướng. Khoảng diện tích rộng rãi cho sinh hoạt cũng như để đặt các gia tư trang. Bố cục được tính toán rất tốt theo phong thủy và khoa học khi sắp xếp theo trình tự, tủ, bồn rửa, bếp giúp thuận tiện cho quy trình nấu ăn. Có diện tích tổng là 22m2, bếp ăn còn được đặt một bộ bàn ghế ăn thuận tiện cho việc ăn uống sau khi nấu nướng. Phòng thờ có diện tích 14,5m2, nằm liền kề phòng khách, vô cùng ý nghĩa cho mối liên kết hài hòa âm dương của gia chủ. Đặc biệt, trần phòng thờ là hệ thống thông phòng lên tầng 2, vô cùng thông thoáng khi thắp nhang và tránh tình trạng tàn nhang ảnh hưởng tới trần nhà. Cầu thang nằm tại trung tâm căn nhà, thuận tiện cho đi lại và còn rất sang trọng. Hệ thống các phòng ngủ từ tầng 1 lên tầng 2 bao gồm 5 phòng, bố trí gọn gàng, đầy đủ cho nhu cầu nghỉ ngơi, sinh hoạt cá nhân. Mỗi phòng đều bao gồm giường đôi, tủ quần áo, bàn trang điểm làm việc, đôn đặt đầu giường. Riêng phòng ngủ số 2 có hệ thống nhà vệ sinh khép kín, phù hợp với người cao tuổi hoặc những trường hợp cần sự thuận tiện. Bao quanh phòng ngủ 5 còn có ban công và bồn cây trồng. Mái nhà được tận dụng hoàn hảo không gian của một căn nhà mái bằng. Không gian bao gồm sân phơi, sân chơi, tách nước và vị trí giặt đồ. Nhà vệ sinh được phân chia theo thứ tự lavabo, bồn cầu, phòng tắm tách biệt theo từng công năng sử dụng. Đặc biệt,
giữa nhà tắm và bồn cầu có vách ngăn bằng kính cường lực, tránh tình trạng bị ẩm ướt cũng như bị vi khuẩn xâm nhập. Sàn nhà vệ sinh được lát bằng gạch ceramic chống trơn, không những thế còn mang một màu ghi tối giúp nhà vệ sinh nhìn sang trọng mà còn sạch sẽ. Tường nhà vệ sinh ốp gạch ceramic màu cà phê nhạt, mạch ốp trùng mạch lát, hèm cửa lát đá granite nhân tạo, vân đá tối màu, trần thạch cao chống ẩm. Cả ba nhà vệ sinh đều sử dụng quạt hút gió âm trần và đèn bóng LED. Sơ đồ các tầng đều có rất nhiều cửa, tiện dụng cho từng phòng theo từng công năng, bố trí khoa học, hợp lý. Về tổng thể thì các lối đi, cửa ra vào đều thuận tiện cho không gian sinh hoạt từng phòng, kết nối với hệ thống cửa sổ phù hợp với luồng khí lưu thông cho cả 4 mùa. Tiếp theo về kết cấu chiều cao ngôi nhà, tính từ mặt sàn tầng 1 tới mái nhà khoảng 10m, chiều cao tầng 1 và tầng 2 là gần 4m, tầng thượng là gần 3m. Với hệ thống bậc tam cấp cao 450mm, mặt cắt AA và mặt cắt BB được thể hiện rõ ràng các thông số của dầm, sàn, tường, đảm bảo chính xác cho quá trình thi công. Với những sự chi tiết này, ngôi nhà sẽ rất vững chãi theo thời gian. Ngoài ra, với kinh nghiệm chuyên môn uy tín thì kiến trúc sư Mark Holm đã xây dựng hồ sơ điện nước một cách khoa học, giúp việc thi công và sử dụng đạt sự chuẩn chỉ và hiệu quả nhất, như các bảng thông tin về mặt bằng chiếu sáng, thông gió, mặt bằng bố trí ổ cắm, internet, mặt bằng điều hòa, bình nóng lạnh, sơ đồ nguyên lý cấp điện, mặt bằng chống sét, cấp thoát nước cùng với bảng thống kê chi tiết về số lượng, kích thước thiết bị như quý vị thấy. Một chi tiết quan trọng giúp ngôi nhà trường tồn với thời gian đó chính là hệ thống móng. Các kiến trúc sư của Mark Holm đã thiết kế đầy đủ các bản vẽ về mặt bằng móng, mặt bằng định vị cổ cột, mặt bằng chân tường, mặt bằng dầm, tường, sàn cụ thể. Như quý vị có thể thấy, ở công trình này sử dụng móng cọc bê tông cốt thép kích thước 200 x 200mm. Móng cọc là loại móng được sử dụng phổ biến và quen thuộc với các kỹ sư xây dựng, thường được xây dựng trên nền đất yếu. Những nơi bị sạt lở hay có độ sụt lún nhiều cần phải có phần hỗ trợ ổn định, đảm bảo an toàn và chắc chắn. Móng cọc được sinh ra để truyền tải trọng công trình đến các lớp đất đá vật chất dưới lòng đất sâu hoặc xung quanh công trình. Chính vì thế mà đây được xem là loại móng có kết cấu vững chắc nhất trong tất cả các loại móng. Cuối cùng là dự toán xây dựng công trình. Mục đích giúp chủ đầu tư dự toán chi phí cần thiết theo thời điểm thực hiện với bộ công cụ chuyên nghiệp, chính xác với các hạng mục từ lớn tới nhỏ. Tất cả đều được bóc tách để tính toán chính xác nhất, bao gồm chi phí xây dựng vật liệu phần thô, chi phí nhân công xây dựng, chi phí xây dựng phần hoàn thiện, chi phí vật tư điện nước, chi phí nhân công điện nước, đảm bảo uy tín, trách nhiệm. Trên đây là thông tin về căn nhà mái bằng hiện đại của gia đình anh Lượng, tỉnh Bắc Ninh. Xin mời quý vị cùng chiêm ngưỡng và tiếp tục theo dõi, đồng hành cùng Mark Holm. Nếu quý vị có nhu cầu, xin mời liên hệ qua hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Xin cảm ơn quý vị.